Chào mừng các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một cơ hội đầu tuyệt vời tại khu dân cư cao cấp Kiều Đàm, quận 7, Hồ Chí Minh. Với kết cấu một trệt và ba lầu, ngôi nhà được thiết kế hiện đại, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi. Vị trí của ngôi nhà rất thuận lợi, gần các trường học, chợ, siêu thị và các tiện ích công cộng khác, đường xá trong khu vực đều đã được trải nhựa sạch sẽ, dễ dàng di chuyển. Đây là ngôi nhà mà chúng tôi cần bán gấp, nằm tại KDC Kiều Đàm. Ngôi nhà này sở hữu diện tích rộng rãi với bề ngang 6m và chiều dài 24m. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình đông thành viên hoặc những ai đang tìm kiếm một nơi kinh doanh thuận lợi. Tầng trệt của ngôi nhà là nơi để xe, nơi đón và tiếp đón khách, cũng như là không gian để lưu trữ các vật dụng khác cần thiết cho gia đình. Đây là không gian mở, tiện lợi và thường được thiết kế để tiết kiệm diện tích và tối ưu hóa sự tiện ích. Phía sau nhà, gia chủ để lại một khoảng đất trống để tận dụng cho các hoạt động ngoài trời như sân chơi, vườn cây hoặc khu vực nghỉ ngơi. Điều này tạo ra một không gian yên tĩnh và thư giãn, là nơi lý tưởng để thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng hoặc tổ chức các buổi tụ tập gia đình và bạn bè. Tầng trệt có thể được sử dụng để được tới 10 chiếc ô tô. Tầng 1 của ngôi nhà được thiết kế đa năng, kết hợp giữa văn phòng công ty và phòng bếp. Phòng văn phòng công ty cung cấp không gian chuyên nghiệp để làm việc, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công việc từ xa hoặc làm việc tự do. Phòng bếp được thiết kế để đáp ứng nhu cầu nướng hàng ngày của gia đình, cung cấp không gian thoải mái và tiện nghi để chuẩn bị và thưởng thức các bữa ăn gia đình. Tầng 2 được thiết kế để phục vụ các nhu cầu làm việc chuyên nghiệp và quản lý của gia đình, bao gồm phòng làm việc như phòng giám đốc và phòng kinh doanh. Phòng giám đốc có thể là không gian riêng tư và sang trọng, cung cấp môi trường lý tưởng để tập trung và ra quyết định. Phòng kinh doanh có thể được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến kinh doanh gia đình hoặc dự án cá nhân, cung cấp không gian linh hoạt và chuyên nghiệp để làm việc. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi của gia đình, bao gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Các phòng ngủ cung cấp không gian riêng tư và thoải mái cho các thành viên trong gia đình, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giấc ngủ, yên bình và thư giãn. Sân thượng thoáng đãng là nơi lý tưởng để thư giãn, tận hưởng không khí trong lành và tạo ra không gian ngoại ô yên bình cho gia đình.
Pháp lý của ngôi nhà hoàn toàn đầy đủ, với sổ hồng riêng và giấy tờ rõ ràng, sang tên nhanh chóng. Giá bán hiện tại là một mức giá cực kỳ hấp dẫn cho một tài sản tuyệt vời như thế này. Ngôi nhà này nổi bật với thiết kế hiện đại, không gian thoáng mát, kiến trúc đẹp mắt và hạ tầng hoàn thiện. Hướng đông của ngôi nhà giúp đón gió và ánh sáng tự nhiên suốt cả ngày. Chắc chắn, ngôi nhà có cấu trúc linh hoạt và đa năng, cho phép chủ nhân mới tùy chỉnh và thiết kế lại theo nhu cầu và sở thích riêng của mình. Việc mua về và tái thiết kế lại căn nhà sẽ tạo ra không gian sống độc đáo và phản ánh phong cách cá nhân của chủ nhân mới, đồng thời cung cấp môi trường sống và làm việc lý tưởng theo nhu cầu cụ thể của họ. Ngôi nhà nằm trong khu dân cư an ninh và yên tĩnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống hàng ngày của gia đình. Với môi trường an toàn và bình yên, cảm giác an tâm, sự yên tĩnh sẽ làm cho mỗi ngày trở nên thư giãn và thoải mái. Điều này cũng tạo ra một môi trường lý tưởng cho việc nuôi dưỡng gia đình và tạo ra các kỷ niệm đáng nhớ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 0909-477-288 để biết tiết sắp xếp lịch xem nhà. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu ngôi nhà mới tại KDC Kiều Đàm này. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.